Chào mừng các bạn đến với thế giới của những bộ tộc độc đáo. Và trong ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá kỳ lạ tục lệ của bộ tộc ăn nước trời. Ít ai biết được chỉ cách Sài Gòn, chưa đến 120 km là vùng rừng thiêng nước Độc Mã Đà, và cũng chẳng mấy người được rõ, hàng trăm năm qua, vùng rừng gắn liền với câu nói Mã Đà Sơn Cước Anh Hùng Tận là nơi cư trú lâu đời của tộc người ăn nước trời, Trouser. Nhờ nương náu, ở nơi vắng dấu chân người, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài mà bộ tộc ăn nước trời, ở nơi anh hùng lạc chân xem như tận số, đến nay vẫn tồn giữ nhiều bản sắc, tục lệ bí hiểm, kỳ lạ. Bên con suối Sa Mách, bắt nguồn từ vườn quốc gia Cát Tiên, chảy qua địa phận ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ra làng Tơ Tơ. Thủ lĩnh của bộ tộc ăn nước trời giải thích ý nghĩa tên gọi của dân tộc mình. Trâu là người, Sro là tên riêng của bộ tộc. Trâu Sro có nghĩa người Sro. Ngày trước người Sro sống du canh du cư, mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa, thu hoạch mùa màng phụ thuộc vào giang, thần linh. Năm nào giang làm cho nắng hạn là làng đói, nếu có mưa thì cuộc sống đỡ hơn. Cái tên bộ tộc ăn nước trời bắt nguồn từ đó. Lãnh đạo bộ tộc ăn nước trời của mình kiên cường sát cánh cùng bộ đội Bác Hồ, hết đánh Pháp lại đuổi Mỹ. Khi đất nước thống nhất, ra làng Tơ Tơ được đảng và nhà nước trao thưởng nhiều danh hiệu cao quý và xây tặng căn nhà khá khang trang. Dù vậy, ra Tơ Tơ cùng vợ ông là bà Hồng Thị Lịch vẫn thích ngủ trong ngôi nhà sàn cổ truyền có nhiều điều đặc biệt, được làm từ thân cây cao rừng, cột nhà, che nứa, lộ làm sàn, vách, cỏ tranh, lá trung quân, lợp mái. Ngôi nhà cổ của vợ chồng già Tơ Tơ không có một cây đình. Toàn bộ cột kèo, đòn tay nối với nhau bằng các ngàm được đục đẽo, khéo léo và buộc chặt bằng dây mây. Ông bà xưa làm nhà không dùng đinh vì nghĩ đinh ém cột, làm cho ngôi nhà nặng hồn vía, gia chủ sẽ nay đau mai bệnh, làm ăn sa sút. Bà Hồng Thị Lịch giải thích, trong ngôi nhà cổ, vợ chồng già làng Tơ Tơ dành nơi trang trọng nhất ở sát mái nhà làm bàn thờ, cúng thần lúa giang va. Trong tín ngưỡng của người Trouser, giang va là vị thần lớn và quyền uy nhất trong các giang như giang re, thần dẫy, giang mơ thần ruộng, giang đàn, thần suối. Tuy thờ cúng thần lúa, rất kính cẩn nhưng gia đình già Tơ Tơ và nhiều người làng không để lúa trong nhà, mà cất công làm chòi lúa riêng, biệt ở sau nhà chính. Nhà lúa hay chòi, để lúa được cư dân của bộ tộc ăn nước trời, gọi là cà uôn. Nhà cao đến gần 2 mét, được xây dựng theo hướng đông tây. Già làng Điều Dương, 74 tuổi, giải thích, sở dĩ chòi để lúa được dựng với cái hướng bất di bất dịch, trên nhằm tránh mặt trời, đi ngang qua đòn rông. Già Điều Dương cũng giải thích, phải làm chòi để lúa riêng biệt nhằm giữ sự trong sạch cho hồn lúa, đồng thời là cách gia chủ thể hiện lòng thành, sự tôn kính thần lúa, có như vậy thần mới cho được mùa vụ bội thu, bằng không thần sẽ nổi giận, làm cho mất mùa, đòi kẻm. Ghé thăm những ngôi nhà cổ của bộ tộc ăn nước trời, chúng tôi rất ấn tượng trước những chiếc ná với các ống tên tầm thuốc độc lên, nước bóng loáng. Cùng đó là vô số ghề rượu trăm năm, những bộ ma la bằng đồng pha vàng, quả báo biến chuyển của chiến tranh, thời cuộc, những bộ ma la quý giá mà ngày trước tổ tiên người Trouser phải đổi bằng trăm châu, vẫn được các thế hệ đời sau gìn giữ nguyên vẹn. Bên bếp lửa đỏ rực giữa ngôi nhà trăm năm, trò chuyện về những chiếc xương hàm thú, vợ chồng già làng Tơ Tơ cùng những người già khác ở làng Miên Man, trong dòng ký ức của núi rừng Mã Đà nhiều thập kỷ trước. Già Điều Lệch tâm sự, ngày trước, ông cũng như nhiều trai tráng ở làng khi còn nhỏ đã được cha anh rèn luyện tính dũng cảm, tài bắn ná, ném lạo, múa xà gạc qua những buổi xuyên rừng, ra đi săn thịt săn thú. Thời gian đi săn bao giờ cũng được ấn hành vào ban đêm, bởi thời khắc mặt trời lặn là lúc con thú ra khỏi hang đi săn mồi, ra suối uống nước. Càng về khuya, khi men rượu đã nồng, khi cái tình càng thêm chặt, các già làng đưa khách chìm sâu vào nhiều câu chuyện luật tục kỳ lạ khác liên quan đến các mối quan hệ xã hội, đối nhân xử thế. Ấn tượng nhất là tục làm lễ thể khi ai đó có tài sản bị mất cắp và hiềm nghi, đổ tội cho người bị nghi ngờ. Để đành lễ, bên bị mất đồ và cả người bị nghi ngờ phải chuẩn bị lễ vật gồm 7 lá gáo vàng, 7 lá cà độc dược, một đèn cầy băng sáp ong, một con gà lông trắng và một chén vỏ cây trùng lum. Một gia làng bật mí số 7 là con số thiêng của tộc người và hai loại lá gáo là cà độc dược có đặc tính vào mùa khô sẽ trụi hết lá nhìn như cây chết khô. Khi lễ vật chuẩn bị đầy đủ, người bị mất của sẽ khấn trình bày và xin răng phán xử. Lúc đó người bị nghi sẽ thề độc. Lời thế của anh ta đã ý, tôi bị gia chủ nghi lấy cắp đồ của họ nên trình răng xem xét. Nếu tôi lấy đồ của họ, xin răng hãy phạt nặng tôi, làm cho gia đình, dòng họ tôi chết như lá gáo, lá cà.
còn không, xin giang giải oan cho tôi, cho dòng họ tôi. Khi người bị nghi trộm đồ thế độc như thế, mọi hiểm nghi sẽ được phía người nghi ngờ xóa bỏ. Bởi người Klaus rõ tin nếu đúng người nọ lấy trộm đồ của mình nhưng ra mồm, thì sớm muộn anh ta cũng sẽ bị giang phạt làm cho đau bệnh, chết thảm cả dòng họ. Lời thế linh lắm, yàng linh lắm nên không ai dám thể bậy. Nên tình trạng trộm cắp hiếm khi xảy ra vì ai cũng sợ thể độc, bà Hồng Thị Lịch, giọng e dè. Không chỉ sợ thể độc, người Klaus rõ còn sợ cả những thế lực ma quỷ chuyên hại người được gọi là ma lai. Cũng vì sợ ma mà tổ tiên của tộc người ăn nước trời, nay bảo nhau cấm trẻ con la hét lúc bình minh, hoặc khi chiều tà vì tin đó là thời điểm loài quỷ ma đi săn, khi thấy bọn trẻ la hét, chúng sẽ bắn tên làm đứa trẻ đau bệnh và dẫn đến cái chết. Khác với người mà ở xã Tả Lai huyện Tân Phú, Đồng Nai tin ma lai núp bóng người, ngay là người nhưng đêm là ma, bộ tộc ăn nước trời tin ma quỷ trú trong những hòn đá lớn, cây cổ thụ, nên không dám mạo phạm những linh vật này nếu không làm lễ cúng trọng thể. Còn nhiều điều là liên quan đến bộ tộc ăn nước trời, Klauser như trước mỗi nhà đều treo tọ ong mặt quỷ, hoặc sọ con vọc để tránh bị loài quỷ ma nhập ra. Ngoài ra còn có những tục lạ như tục cúng chút hồn người bị chết giữ, tục bấm lỗ tay cho người bị chết trẻ, tục cúng lúa chửa, nhưng tiếc rằng vì thời gian có hạn chúng tôi chưa kịp tìm hiểu. Dẫu vậy, những gì ghi nhận được cũng đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị về một vùng đất, tộc người bí hiểm. Cảm động làm sao khi được các già làng tâm tình rằng, dẫu thời gian trôi nhanh như nước chảy gió bay, mặc những luồng văn hóa xâm nhập, các thế hệ con cháu của bộ tộc ăn nước trời vẫn gìn lưu nguyên vẹn những luật tục trăm năm. Những gì mang tính chất văn hóa, phong tục, mỹ tục, đồng bào rất chú trọng bảo lưu và phát huy. Những hủ tục nặng nề như tục cúng ma, cúng bệnh và đặc biệt nỗi sợ ma lai đã được đồng bào khai tử. Từ rất lâu rồi, người cháu ra mình khi sinh đẻ, đau bệnh đã biết đến trạm xá chứ không có chuyện ra bìa rừng dựng tròi đẻ, hay nhờ bà bóng, thầy cúng cúng ma như trước nữa. Già làng tơ khẳng định, cũng từ nhiều năm trước, người cháu ra không còn du canh du cư, không còn ăn nước trời nữa rồi. Có những vùng đất ta đến một lần và nhớ mãi, vùng đất của tộc người ăn nước trời Klausro là một nơi như vậy. Càng về khuya, khi men rượu đã nồng, khi cái tình càng thêm chặt, các già làng đưa khách chìm sâu vào nhiều câu chuyện luật tục kỳ lạ khác liên quan đến các mối quan hệ xã hội, đối nhân xử thế. Ấn tượng nhất là tục làm lễ thể khi ai đó có tài sản bị mất cắp và hiểm nghi, đổ tội cho người bị nghi ngờ. Để đành lễ, bên bị mất đồ và cả người bị nghi ngờ phải chuẩn bị lễ vật gồm 7 lá gáo vàng, 7 lá cà độc dược, một đèn cầy băng sáp ong, một con gà lông trắng và một chén vỏ cây trùng lum. Một gia làng bật mí số 7 là con số thiêng của tộc người và hai loại lá gáo là cà độc dược có đặc tính vào mùa khô sẽ trụi hết lá nhìn như cây chết khô. Khi lễ vật chuẩn bị đầy đủ, người bị mất của sẽ khấn trình bày và xin giang phán xử. Lúc đó người bị nghi sẽ thể độc. Lời thế của anh ta đã ý, tôi bị gia chủ nghi lấy cắp đồ của họ nên trình giang xem xét. Nếu tôi lấy đồ của họ, xin giang hãy phạt nặng tôi, làm cho gia đình, dòng họ tôi chết như lá gáo, lá cà. Còn không, xin giang giải oan cho tôi, cho dòng họ tôi. Khi người bị nghi trộm đồ thế độc như thế, mọi hiểm nghi sẽ được phía người nghi ngờ xóa bỏ. Bởi người Klaus rõ tin nếu đúng người nọ lấy trộm đồ của mình nhưng ra mồm, thì sớm muộn anh ta cũng sẽ bị giang phạt làm cho đau bệnh, chết thảm cả dòng họ. Lời thế linh lắm, yàng linh lắm nên không ai dám thể bậy. Nên tình trạng trộm cắp hiếm khi xảy ra vì ai cũng sợ thể độc, bà Hồng Thị Lịch, giọng e dè. Không chỉ sợ thể độc, người Klaus rõ còn sợ cả những thế lực ma quỷ chuyên hại người được gọi là ma lai. Cũng vì sợ ma mà tổ tiên của tộc người ăn nước trời, nay bảo nhau cấm trẻ con la hét lúc bình minh, hoặc khi chiều tà vì tin đó là thời điểm loài quỷ ma đi săn, khi thấy bọn trẻ la hét, chúng sẽ bắn tên làm đứa trẻ đau bệnh và dẫn đến cái chết. Khác với người mà ở xã Tả Lai huyện Tân Phú, Đồng Nai tin ma lai núp bóng người, ngay là người nhưng đêm là ma, bộ tộc ăn nước trời tin ma quỷ trú trong những hòn đá lớn, cây cổ thụ, nên không dám mạo phạm những linh vật này nếu không làm lễ cúng trọng thể. Còn nhiều điều là liên quan đến bộ tộc ăn nước trời, Klausro như trước mỗi nhà đều treo tọ ong mặt quỷ, hoặc sọ con vọc để tránh bị loài quỷ ma nhập ra. Ngoài ra còn có những tục lạ như tục cúng chút hồn người bị chết giữ, tục bấm lỗ tay cho người bị chết trẻ, tục cúng lúa chửa, nhưng tiếc rằng vì thời gian có hạn chúng tôi chưa kịp tìm hiểu. Dẫu vậy, những gì ghi nhận được cũng đã mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị về một vùng đất, tộc người bí hiểm. Cảm động làm sao khi được các già làng tâm tình rằng, dẫu thời gian trôi nhanh như nước chảy gió bay, mặc những luồng văn hóa xâm nhập, các thế hệ con cháu của bộ tộc ăn nước trời vẫn gìn lưu nguyên vẹn những luật tục trăm năm. Những gì mang tính chất văn hóa, phong tục, mỹ tục, đồng bào rất chú trọng bảo lưu và phát huy.
những hủ tục nặng nề như tục cúng ma, cúng bệnh và đặc biệt nỗi sợ ma lai đã được đồng bào khai tử. Từ rất lâu rồi, người cháu giao mình khi sinh đẻ, đau bệnh đã biết đến trạm xá chứ không có chuyện ra bìa rừng dựng tròi đẻ, hay nhờ bà bóng, thầy cúng ma như trước nữa. Già làng tơ khẳng định, cũng từ nhiều năm trước, người cháu giao không còn du canh du cư, không còn ăn nước trời nữa rồi. Có những vùng đất tá đến một lần và nhớ mãi, vùng đất của tộc người ăn nước trời cháu giao là một nơi như vậy. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!